Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nhá. Đây hôm nay thì mình lại review tận cảnh cho anh em cái công tắc xây kính của Hyundai HD. Thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều câu hỏi inbox hỏi mình là em ơi công tắc xây kính nó như thế nào. Đấy thì em gửi ảnh cho anh đi thì tôi mình làm những cái video này luôn để cho các bác nào mà có nhu cầu và muốn mua cái công tắc kính của mình hoặc là của ai đấy thì phụ tùng khác cũng được, hàng khác được thì anh em biết được. Đây là cái công tắc xây kính của Hyundai HD. Từ HD65 đến HD8899 Lưu Mighty 110S. Thì tất cả những dòng này thì mình khẳng định lại qua một câu là mình đã tham khảo anh em lắp rất là nhiều rồi. Bộ dây điện họ chờ sẵn trong xe. Chúng ta chỉ việc cậy cái tam lô ra và tìm cái mạch dây điện, tìm cái rắc cắm đúng cái rắc này luôn, thì nó là công tắc xấy gương. Còn để mà dò được cái dây điện ra cái tay gương thì cái đấy là anh em phải nhờ các bác thợ. Thì các bác thì mới có chuyên môn, nên anh em mình không dò được. Hoặc anh em nào mà có một tí gọi là tí máy gọi là mầy mò thì anh em tự có thể sửa được mấy món này. Còn hôm nay thì chủ yếu là mình review cho anh em cái công tắc sấy kính thôi. Đây công tắc sấy kính của Hyundai HD, hàng xịn sò theo xe các bác nhé, hàng đúng theo xe luôn, hàng nhà máy sản xuất Hyundai Mobis xịn nhập khẩu bên kia về. Đây bên trong là có hai biểu tượng logo Hyundai và Kia đây, và sẽ bao gồm là tất cả là 5 cái chân rắc chân kim các bác nhé. Đấy, cái này thì nó sẽ là nút ấn và tự nhả các bác nhé, ấn tự nhả đấy, chứ nó không phải là cái nút như kiểu ấn đèn gầm ấn phát xong rồi khi mà ấn lại nó nhả đâu, mà này tự nhả các bác này. Đấy vì nó là sấy gương mà, thì mình cũng đã chứng kiến rất nhiều xe Hyundai nhập rồi thì khi bật sấy gương lên thì nó sẽ là màu đỏ, còn khi sấy xong thì nó bị chuyển thành màu xanh ở cái đèn này. Đó chính là cái chức năng và nhiệm vụ của công tắc này. Đấy thì anh em nào có nhu cầu mua công tắc sấy gương này dùng cho Hyundai HD thì anh em liên hệ với mình theo số điện thoại là 0978823083, 0978823038 và 0243 861 6426. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa là nhà mình dùng duy nhất 3 số điện thoại đấy thôi. Anh em có thì nhớ liên hệ cho mình 3 số điện thoại đó. Và mình xin nhắc lại các bạn một cái câu nói cuối cùng của mình nữa là cái rắc điện chờ cái công tắc này nó làm sẵn ở trong xe các bạn rồi. Các bạn chỉ việc cậy ra và tìm đúng cái rắc cắm là xong thôi. Còn cái dây điện mà ra gương sấy thì anh em phải mất công mò, hoặc là các bác thợ, các bác chuyên môn các bác sẽ mò nhanh hơn. Đấy thì anh em có gì anh em ok và alo cho mình nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều đến với cái sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo.